Nóng, Karina, Aispa e. viết tâm thư xin lỗi vì hẹn hò tài tử hoàn hồn, cả trăm nghìn fan tranh cãi nảy lửa. Bức tâm thư xin lỗi của Karina, Aispa e. nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, Karina, Aispa e. bất ngờ bị khui hẹn hò với tài tử hoàn hồn Lee Jae Gook. Được biết, cặp đôi chúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt tại Milan Fashion Week hồi tháng 1. Tuy nhiên, người hâm mộ Karina không mấy ủng hộ mối quan hệ này. Nhiều người cho rằng nữ idol hẹn hò quá sớm, làm ảnh hưởng tới sự nghiệp cá nhân và độ nổi tiếng của aespa. Thậm chí fan Trung Quốc còn thuê xe tải biểu tình chỉ trích Karina, cổ phiếu công ty chủ quản SM cũng lao dốc vì vụ việc này. Những yếu tố này được cho là nguồn cơn dẫn đến động thái mới nhất của Karina. Vào tối muộn ngày mùng 5 tháng 3, cô đã tung lên trang cá nhân bức thư tay để xin lỗi vì đã khiến fan thất vọng. Vì lộ tin hẹn hò và làm ảnh hưởng đến aespa và công ty nên Karina đã viết thư xin lỗi. Nguyên văn bức thư của Karina Xin chào, mình là Karina Đầu tiên, mình xin lỗi vì đã khiến các bạn sốc trước tin tức hẹn hò Gửi đến các bạn mời y, fandom của Aespa hiện vẫn còn ngỡ ngàng Đến giờ mình mới lên tiếng vì mình muốn đối diện với các bạn một cách cẩn trọng nhất Mình hiểu rõ rằng, những fan luôn ủng hộ mình đã phải thất vọng đến nhường nào Hẳn các bạn cũng rất buồn khi nhớ về những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau mình hiểu cảm xúc của các bạn hiện tại nên mình càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Hy vọng lá thư này có thể giải bày những tâm tư trong tim mình, dù chỉ một chút thôi. Dù mình lo lắng rằng mình có thể làm tổn thương các bạn một lần nữa, nhưng mình viết thư này để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn m đã cổ vũ mình từ ngày ra mắt. Trong tương lai, mình hy vọng có thể bù đắp những tổn thương đã gây ra cho các bạn. Mình vẫn luôn dành tình cảm chân thành cho m và đến bây giờ, mọi người đều vô cùng quý giá đối với mình. Dù lá thư này ngắn ngủi và và không đủ để nói ra hết cảm xúc của mình, nhưng mình biết ơn mọi người đã đọc nó. Mong rằng mình có thể cho các bạn thấy được hình ảnh một Karina chăm chỉ và trưởng thành hơn trong tương lai sẽ không khiến m phải thất vọng. Xin hãy tiếp tục dõi theo mình. M.I. nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Sớm gặp lại nhau vào một ngày nào đó tươi đẹp nhất nhé. Xin lỗi các bạn rất nhiều. Bức thư này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhận về 1,6 triệu lượt thích và hơn 100.000 bình luận tranh cãi trên trang cá nhân của Karina. Trong phần bình luận và trên các diễn đàn, bức thư này gây ra những ý kiến trái chiều. Nhiều người bênh vực Karina và cho rằng hẹn hò không phải là sai để cô phải xin lỗi, chỉ trích fan cuồng dồn ép cô nàng. Nhưng cũng có không ít người không đồng tình và cho rằng Karina chỉ xin lỗi vì đối diện nguy cơ mất fan mà thôi. Karina và Lee Jae-wook yêu từ cái nhìn đầu tiên vào tháng 1 tại Milan Fashion Week.